ăn nó rồi về lại cổ thạch thôi, về lại khu du lịch cổ thạch. No lắm luôn rồi đó. Những ngôi nhà ở ven biển, nhưng những cái này lập từ từ tôn. Ủa, không có tôn đúng không? Thôi đi thôi. À, trước khi về lại khách sạn thì cả nhà Roco sẽ ghé qua một điểm tham quan tại khu du lịch cổ thạch. Đó là bãi đá bảy màu. Một lát sẽ cho Roco đếm thử coi đá đủ bảy màu không nha. Bây giờ là 1 giờ mấy rồi. Nắng gay gắt. Các bạn chỉ dẫn bãi đá bảy màu. Biển màu đẹp cực kỳ đẹp. Thích cái màu xanh ngọc bích lắm luôn. Rất nhiều xe, rất nhiều du khách xuống tham quan. Gặp chú bảo vệ cũng dễ thương lắm. Khuyên là để chiều chiều đi cho mát. Nhưng mà chiều nay còn phải đi tham quan chùa hang ở cổ thạch nữa, cho nên thôi bây giờ trước khi về khách sạn nghỉ ngơi thì sẽ ghé qua đây một chút xíu. Roco một lát nhớ đếm coi đá đủ bảy màu không nha Roco. Roco bây giờ là nói không nên lời rồi, bởi vì sao nhỉ? No. Ăn đâu hôm nào mà ăn cơm có cá kho canh chua với rau muống là mà nó ăn không kiểm soát. Thường ở chỗ đó rất là dễ ăn, đôi khi chỉ cần có dưa hấu, cơm trắng và nước tương thôi mà bạn đó vẫn ăn cơm ngon lành. Ở dưới đây cũng có nhà trọ nữa nè. Sẽ có các bạn chỉ dẫn lối ra bãi sỏi. Cứ men theo con đường chỉ dẫn đó, xong rồi phía sau chỗ của nhà nghỉ thì chính là bãi đá bảy màu. Khu này thì biển có sóng khá là lớn. Đây, để đi ra ngoài đó cho mọi người xem nha. Gia đình Roco đã trang bị rất kỹ nó khăn rằng vào tay. Sỏi không ha. Bờ ở đây toán là sỏi. Bờ biển ở đây không có cát nha. Đó, bờ biển dốc xuống khá là dốc. Mọi người xuống dốc một xíu.
Rồi cô ra đây cũng mê lắm, cứ ngồi ngồi mà lựa đường viên chơi nãy giờ. Nhưng mà ở đây có bảng cấm ấy nha, cả nhà. Cấm gì đâu cô? Cấm ly đá. Cũng đúng rồi, người cứ 5-10 viên, 5-10 cục đá, rồi cứ 100 người hết nhiêu rồi. Mà khu này thì cả ngàn người, ai cũng cứ lấy đá xong rồi mốt ở đây hết thành bãi đá bảy màu luôn rồi. Cô muốn tắm biển nhưng mà tại vì không có chuẩn bị trước, với lại bây giờ mới về khách sạn nữa, để chiều còn đi chùa nên Roco chưa được tắm biển. Ngay chỗ bãi đá bảy màu á có một cái nhà nghỉ màu tím dễ thương á, bên trong nè đó. Để quay sơ nha, không có bia nhưng mà tại vì thấy dễ thương cho nên quay cho mọi người xem thôi. Ngôi nhà màu tím treo lồng đèn đỏ. Đầu tiên thì ba má của Roco cũng định sẽ thuê nhà nghỉ ngay chỗ bãi đá bảy màu này á để cho Roco có thể tắm biển mỗi ngày, nên sau đó thì hết phòng rồi cho nên là phải thuê ngay gần ở trong khu du lịch Cổ Thạch. Không chưa thấy khách sạn nữa đâu. Bạn nó đang rất muốn được tắm biển nhưng mà bây giờ phải đi về, đi về khách sạn rồi. Đi về nó lẹ lên nắng quá. Xin chào các bạn đến với kênh Roco Trải Nghiệm. Bây giờ là 6 giờ sáng ngày mùng 8. Gia đình Roco đang quay trở lại với bãi đá bảy màu. Bởi vì Roco muốn qua đây để chơi với đá và đi tắm biển buổi sáng. Sỏi ở trên cao đã ướt. Chắc là do nước biển tối hôm qua nó dâng lên. Chứng tỏ nước biển dâng lên cao lắm luôn á. Sóng nó rất là mạnh nha mọi người. Roco đang rất là phấn khích. Đi dốc đi xuống nè. Hôm qua thì sỏi chỉ ướt cái phần ở dưới thôi, mà bây giờ 6 giờ sáng ra đây thì sỏi được tẩm ướt tới tuốt trên đây luôn rồi. Mặt mới dậy nên rất ngố. Mình sẽ trượt xuống cho mọi người. Người ta đi đồi cá ta mới trượt. Còn bạn này đi bãi sỏi cũng sợ té cho nên cũng đi trượt xuống.
6 giờ sáng. Trời đất ơi, trời đã rất là sáng rồi nhưng mà chưa thấy bác mặt trời đâu cả. Đựng ở trong sỏi có rất là nhiều rác. Phải chứ không có rác thì đẹp hơn ha Robo ha. Mặt trời đã lên cao lắm rồi nè cả nhà ơi. Năm ngoái đi săn mai, năm nay đi săn bình minh và săn hoàng hôn thành công rồi. Từ đó giờ đi biển chứ nhà Robo ít khi nào mà săn bình minh được lắm. Đôi khi ở bãi biển không có đúng hướng mặt trời mọc, hoặc là ngủ quên, hoặc là ngủ nướng. Nhưng mà hôm nay săn được rồi nè, đẹp lắm. Đỡ phải. Sóng ở đây khá là lớn, cho nên là bạn Roco rất là thích. Trời lên rất là cao rồi nè. Nguyên bãi biển mà không ai tắm á, có mỗi gia đình Robo tắm thôi. Còn lại mọi người thì đa phần ra đây để ngắm bình minh với lại chụp hình với bình minh. Tắm biển chán thì đi lên kiếm sỏi chơi. Roco thì chơi cá. Ở đây có rất nhiều viên sỏi với rất nhiều hình dạng và màu sắc. Má Roco đang đi gom mấy cái viên bự bự như nè, dễ thương không? Khoe với mọi người thành quả gần nửa tiếng của má Roco. Roco vẫn chơi cá. Đây, tăng 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 tăng. Đó, đi nhặt những cái viên đá to bự sức chồng lên vậy đó, to lắm nha. Cũng là một thú vui, có thể ra đây lựa màu, lựa hình dạng. Bà Roco vẫn miệt mài. Từ bãi đá bảy màu đi ra con đường lớn hơn, quẹo tay phải đi thẳng một đường là sẽ tới chỗ nhà nghỉ của cả gia đình Roco đó, tới rồi đó. Và đi thẳng nữa sẽ ra tới chùa Cổ Thạch.
đi bơi ở bãi biển đá bảy màu xong rồi. Bây giờ sẽ ghé ăn sáng. Mì hải sản, Baroko ăn hủ tiếu hải sản, còn Roko ăn cái gì? Cơm chuồng chả chuồn. Đi đâu cũng ăn cơm cả. Chợ đêm buổi sáng đây. Roko cho xem dĩa cơm của Roko ơi. Gia đình Roko đi chơi nhưng mà ăn uống cũng bình dân lắm. Ăn vỉa hè là rất bình thường. Chỗ mà cả gia đình Roko sáng nè. Đối diện có một cái xe bán cà phê pha máy đó. À, dễ thương ở chỗ là tự nhìn thấy cả nhà Roko có 3 người. Thì các anh bán cà phê chủ động làm 2 ly cho ba má Roko là có vị đậm cà phê nhiều hơn. Còn ly của Roko là sẽ ngọt hơn bởi vì ly dành cho em bé.